if you are a Vietnamese living abroad. A foreigner who wants to learn Vietnamese. Or you know some basic Vietnamese and look forward to learning more. The Vietnamese program Hello Vietnam is for you. In the previous episode of Xin Chào Vietnam, Lena and Hai Duong explored the ancient and peaceful Nôm village together. And in today's episode, they will continue their trip to Hưng Yên province, to the amazing destination of Nghĩa Trại Medicinal Herb Village. What will they experience when visiting this special village? Let's stay tuned and see. And this week's Vietnamese lesson will be on the use of the group of words một lát, một chút, một ít, một tí. And now, let's find out more about our guest, Lena. Xin chào tất cả các bạn, mình là Lena. Tên đầy đủ của mình là Lena Da Khoa Nập Nập. Vì bố mình là người Việt, còn mẹ mình là người Nga. Mình sinh ra ở Nga, nhưng đã cùng bố mẹ về Việt Nam sống được hơn 10 năm rồi. Hiện tại mình đang là giáo viên dạy tiếng Nga tại Việt Nam. Thời gian rảnh rỗi, mình cũng hay tham gia thêm các hoạt động nghệ thuật tự do nữa. Mình rất thích ăn đồ ăn Việt Nam bởi vì có thực mới vừng được đạo mà. Mình cũng thích đi du lịch khám phá nữa vì người Việt Nam thường nói đi một ngày đàn học một sàng khôn. Các bạn đi cùng mình nhé. Đường ơi, mình nghỉ một lát đi em, chị mỏi chân lắm rồi. Chị Na cố lên được không? Hay là chị uống một ít nước này đi cho đỡ mệt. Cảm ơn em. Nước gì thơm thế? Món này là trà hoa cúc. Hôm nay em đưa chị Na ra cánh đồng hoa cúc chi, cũng là nguyên liệu cho món trà này luôn. Chúng mình đi thôi. Ừ, đi. Yến ơi, chị đang hái hoa cúc chi ạ? À? Em chào chị. Năm nay hoa cúc có được mùa không chị? Năm nay cúc được mùa được giá, vui lắm em ạ. Wow, đống hoa cúc chi làng mình vừa đẹp vừa thơm. Tí nữa chị có thể cho chúng em hái thử một ít được không ạ? Thế thì tốt quá. Các em ngồi xuống đây hái với chị nhé. Chrysanthemum or golden chrysanthemum are the names of common flowers in Nghĩa Trại Medicinal Herb Village. Chrysanthemum blooms from the end of December to the beginning of February. As a precious herb, this tiny flower not only beautifies the area, but also brings a high income for the villagers of Nghĩa Trại. Hello and welcome back to Xin Chào Vietnam or Hello Vietnam, a program for learning Vietnamese through cultural experiences. Lena and Hai Duong have had a very interesting trip, right? In the previous dialogue, we also heard the appearance of the group of words, một lát, một ít. Oh, Duong ơi, mình nghỉ một lát đi em, chị mỏi chân lắm rồi. Chị Na cố lên được không? Hay là chị uống một ít nước này đi cho đỡ mệt. Tí nữa chị có thể cho chúng em hái thử một ít được không ạ? In Vietnamese, the words một lát, một ít all mean little, not many, or a while. However, these two words are different. Một lát denotes the meaning of a short time for doing an activity. Một ít represents a small quantity of things. As in the previous conversation, Lena said, Đường ơi, nghỉ một lát được không? Then, nghỉ một lát is understood as a quick break for about 5 or 10 minutes. Also, in Hải Đường's sentence,
chị uống một ít nước cho đỡ mệt này. Then, một ít represents a small amount of water. In Lena's sentence, chị cho em hái thử một ít được không? Then, một ít denotes the small numbers of chrysanthemum flowers. The general structure is as follows. Expressing a short period of time, verbs plus một lát, showing a small quantity, verb plus một ít plus noun. Let's take a look at the following examples. Học một lát nữa rồi chúng ta nghỉ nhé. Anh Nam ơi, em gặp anh một lát được không ạ? Trong tủ lạnh còn một ít hoa quả. Em ăn thêm một ít cơm nữa nhé. In examples 1 and 2, the phrase một lát comes after the verb học and gặp, which denotes a short period of the activity học and gặp. In example 3 and 4, the phrase một ít goes after the verb còn and ăn thêm, before the noun hoa quả and cơm, and denotes the small quantity of the fruit and rice. Yến ơi, hoa như thế này đã đủ chưa ạ? Em cho thêm một chút hoa vào đi. Như thế này cho vào tủ sấy là sau 24 giờ là mình đã có trà hoa để uống rồi. Ồ, sấy xong hoa thành trà là uống được luôn hả chị? Ừ, đúng rồi em ạ. Chị Na biết không, hoa cúc chi này không chỉ được làm trà đâu, mà còn là một vị thuốc đông y rất là quý luôn. Chào cô ạ. Ừ, chào các cháu. Cô ơi, chúng cháu mang một ít hoa cúc chi sấy sang để cho cô pha trà. Thế các cháu đợi cô một tí, cô lấy nước pha nhá. Các cháu đợi một tí cho trà ngấm đã nhá. Cô ơi, hoa cúc chi này có tác dụng gì vậy ạ? Nó làm sáng mắt này, điều hòa huyết áp này, rồi ăn ngon, ngủ ngon, nó là an thần. À. Chrysanthemum is not only beautiful, but it's also a good remedy, right? It can be seen that in the previous conversation, there are some new phrases that are một chút, một tí. Em cho thêm một chút hoa vào đi. Cô ơi, chúng cháu mang một ít hoa cúc chi sấy sang để cho cô pha trà ạ. Ê, các cháu đợi cô một tí, cô lấy nước pha nhá. It can be seen that the words một chút, một tí, also denote the small quantity and short time, just like một lát, một ít. However, if the phrase một lát represents the duration of an activity and một ít just represents the quantity of things, then một chút, một tí represent both a period of time and quantity. For example, đợi tôi một lát, một chút, một tí nhé. Chị ăn thêm một ít, một chút, một tí cơm nữa nhé. Thus, to denote a short period of time for an activity to happen, we can use all three words, một lát, một chút, một tí. To denote the meaning of a small number of things, we use three words, một ít, một chút,
một tí. To make it easier to remember, you should follow the table below. Let's do the following exercise to practice. Exercise number one, fill in the blanks in the sentences. Anh, thêm một chút bia nữa nhé. Giám đốc vừa ra ngoài, xin anh một lát ạ. Chị mệt rồi, chị một tí đi ạ. Mẹ ơi, cho con thêm một ít bánh nữa nhé. And here are the answers. Anh uống thêm một chút bia nữa nhé. Giám đốc vừa ra ngoài, xin anh đợi một lát ạ. Chị mệt rồi, chị nghỉ một tí đi ạ. Mẹ ơi, cho con ăn thêm một ít bánh nữa nhé. Exercise number two. Fill in the blanks in the sentence with the phrases một lát, một chút, một tí, một ít. Anh ngồi đây đợi tôi, nhé. Trong tủ lạnh chỉ còn rau. Chị ấy bị mệt nên chị ấy chỉ ăn được cháo. Gần xong rồi, chúng ta làm cố, rồi nghỉ nhé. Now let's check out the answers. Number one, all three options, một lát, một chút, một tí are correct because they signified a period of time. Number two, all three options, một ít, một chút, một tí are correct because they denote quantity. Number three, all three options, một ít, một chút, một tí are correct because they denote quantity. Number four, all three answers, một lát, một chút, một tí, are correct because they signify a short period of time. In this lesson, we learned the use of the phrases một lát, một chút, một tí, một ít. These phrases denote the same meaning of a short period of time and small quantity. However, một lát only signifies a short period of time for doing an activity, while một ít denotes a small amount of things. As for một chút, một tí can denote both not much time in quantity. The episode today has come to an end. To learn more interesting Vietnamese lessons, please visit the address displayed on the screen, youtube.com/vtv4go or vtv4.vtv.vn. Thank you and see you in the next episode of Xin Chào Việt Nam.